YouTube của Dũng Diễm và Hải Spa. Dạ. Thì anh đến đây để ủng hộ là một, hai nữa anh coi như là thay mặt cho mọi người coi như là Nhi có một cái tấm lòng thiện nguyện rất là lớn, cao cả là dùng những lon bia để bán để rồi gửi ra tận ngoài Tây Bắc. Đó là một cái tình rất là cao cả, cho nếu mà mọi người nhân được những hạt giống này đó, những hạt giống tốt này đó, thì cả nước này nó được vui mà cả thế giới nó cũng an lành. Đó là cái sự anh nói là ngưỡng mộ, rất là ngưỡng mộ nhiều. Em thấy các giáo giống như biết dịch bản với bơ ái mí đó, đã làm một cái chuyện đó là 4 chỗ đó là để cho 20 triệu, như vậy là em rất là vui, rất là vừa ý, các ta cháu làm rất là tốt đó. Dạ thì coi như là như vừa nói là có những người họ có những cái dòng phản diện đó, thì đó là những người mà coi như là nên coi như là cám biết cảm ơn những người đã làm những việc đó để cho mỗi ngày nhân một cái những hạt giống tốt ra để cho mọi người được xã hội được yên vui, chứ đừng bao giờ ngồi để mà chỉ trích. Như thật sự nó làm gì cho những cái tinh thần họ bị xuống đi. Dạ. Chính vì em phải khuyến khích hoặc là mình nói thêm để mình tạo thêm cho mọi người kích động lực để mà đi giúp đỡ cho những người nghèo. Nói về má Nhi á thì chưa thấy ai mà quyền trách được nó, như làm gì cũng đúng. Nhưng mà ý của em nói là giống như ta nói á, giống như những người mà thiện nguyện á, nên đi tới chỗ. Nhưng mà em á, thì em nghĩ là em cũng muốn tới chỗ lắm, là tại vì á, là công việc mình. Đúng rồi. Hai nữa nó sức khỏe cũng không cho phép đi 5-7 ngày. Đó là ba nữa, thay vì em đi cũng phải tốn tiền máy bay từng ngày 20-30 triệu thôi, thay vì cái tiền đó em để em kiếm cái chỗ khác. Dạ em đúng rồi, coi như là có những người nào mà có những cái lời bình luận như vậy đó thì nên xem lại mình có đúng hay sai. Nhưng coi như tại người ta làm đã, người ta bỏ công sức bỏ tiền của rồi, mà anh còn phải vô anh có những lời nào động viên hay hơn, tích cực hơn, từng nữa tiêu cực như vậy làm cho những cái mạnh thường quân ngay đó họ cũng nản lòng đi. Và thành ra những cái người ở trên bảng xa xôi họ thiếu đi những cái tiền này nọ để mà cung cấp cho những cái bịch gạo, một miếng nước tương hay gì đó, thì người ta cảm thấy là người ta rất là cần. Em cũng rất cảm ơn anh từ đó là Mỹ, đó là ba anh em đi về mà tìm đến Má Nhi Ông Bông Cần Thơ, đó là một cái rất là vui, đó là xin cảm ơn rất là nhiều nha. Giờ anh xin hung cái được nói vậy mà mặc áo mà ba đẹp mà không cho những cái nữa, để chút xíu nữa đem bánh canh ra bây đi. Giờ tạm ăn cái đi, để ăn bánh canh vô má cái được nha, ăn bánh canh ngon. Ăn bánh canh ngon đi, hỏi hung hả khen sao hết. Okay. Mình xin phép tí nữa là mình sẽ đưa mấy anh em đi ra xem củ sắn và nhậu. Ok quyết định vậy đi. Để em đi vô nấu ăn. Ok nấu ăn ok mình giờ xong rồi mình con trai nó mới về rồi. Ở bây giờ đây đó, mình cũng cho khách nhìn thấy là món chuột chiên đây. Rồi cơm cháy ăn bụng ngon quá hết rồi gì rồi. Một anh chàng đẹp trai đến từ nước Mỹ mà Mỹ Quốc. Mà ở cái chỗ nào, tiểu bang nào? Alabama. Giữ luôn nha, đây một người đẹp nữa đây. Cũng đến từ Alabama mà mày tới thành phố nào? South Carolina. South Carolina. Quá trời, rất là danh dự. Được là mấy anh em tìm đến quán Nhi Ôn Môn Cần Thơ. Cũng như tìm đến má Nhi của Phan Diễm. Nhưng mà thật sự cái này đồ ăn rất là ngon, rất là vừa miệng. Mà lại gặp Nhi là đẹp nữa thì đất cơi ca hay nữa thì thôi còn gì số một luôn. Đất cơi cái này chút xíu phải cho ăn câu giọng cổ vô cái gì mới vô vậy, mới vô khuôn. Giống mình mới vô khuôn ha. Rồi ta bây giờ em cũng mỗi một cái món ăn em quay một khúc lần nữa mình đưa lên YouTube nha. Đúng. Dạ đó, chút xíu là bánh canh ra là phải cho vô YouTube nè. Bánh canh để cho anh em Việt Kiều Mỹ hay là Canada, tất cả nước ngoài về các nước nha. Úc, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan. Đúng rồi, bữa đó cũng có gì ta, nói chung là nhiều nước về đây. Tại vì những cái đúng rồi. Ngon thiệt đây. Cái gương mặt này không phải dễ khen đâu nha. Gương mặt này chị ăn ngon mới khen được đó nha. Đó, thằng em trai nó đến từ nước Mỹ mà ăn tàu rồi nó đứng nó ăn thấy mà thương luôn. Đứng ăn mới ngon. Mới ngon thật á. Đó, trời ơi ăn sao mà cái cá kho này kho bằng cá linh nè. Nước mắm cá linh nè.
bởi vì nó nhựa nó thơm mệt biết rồi nước mắm cá linh mà tự làm luôn tự đó tự làm đó ừ, thành ra là nó mới được cái chất đạm. Dạ thấy có nhiều cái cạp đem làm qua rồi sang qua rồi nấu lại đủ thứ á, bởi vì rất là kỹ lưỡng chăm chút giống như ngày xưa má của mình làm vậy đó. Tại vì là nói nghe cũng anh em đừng cười, ngày xưa nó má ơi má cho con nghỉ học đi, ở nhà con nuôi heo con làm gãy tiếp má không chịu đi học. Từ đó là học có thì không bằng ai, nhưng mà theo mẹ từ 14 tuổi, 14 mình đã nghỉ học rồi, thành ra là những cái mẹ mà nấu ăn nè, rồi những cái sạch sẽ của mẹ nè, học từ 14 tuổi theo mẹ cho tới bây giờ, bây giờ những món ăn bây giờ mới xuất sắc vậy đó. Nhưng mà cái việc đầu tiên á là anh vào cái khuôn viên này đó thì anh cảm thấy là rất là thoải mái, mát mẻ, sạch sẽ là cái cảm nhận đầu tiên của anh. Rồi sau đó là những món ăn này lên đó, nó không gọi là thịnh soạn. Nó không gọi là thịnh soạn lắm. Nhưng mà thật ra nó dân dã đồng quê, nhưng mà nó rất là đặc trưng, là coi như là nó có cái khẩu vị mình nó hợp, rất là hợp. Vừa cơm trái, những món nó rất là đơn giản bình dân thôi, nhưng mà ăn nó rất là ngon. Còn cái đùi con chuột nữa nè. Còn đùi chuột nữa. Cộng với lại cái chủ quán nhiệt tình nữa thì thành ra là cái món ăn nó lên. À dạ sao nó mà anh biết được cái quán này anh? Tại vì anh biết được cái quán là chẳng qua là anh coi được cái YouTube của Dũng và Diễm với là Hải Sapa TV. Dạ. Có Nga Sumo cũng có ở đây, hai nữa là Sông Hỷ. Đấy là những rồi hồi nãy anh tìm cái địa chỉ này có cực không? Cái anh không có cực, nhưng mà anh bấm lên là hồi nãy đó thì gọi gặp Tiến Nhi là biết liền. Dạ. Hỏi ở đâu là cách qua trạm thu phí Ô Môn 200m rẽ trái là vào ngay. Dạ. Anh có đi điểm nào mà không đúng mà anh không hài lòng anh phải tìm tới nơi không? Coi như là anh có đi ghé qua cái sông Hậu Farm. Dạ. Cách đây khoảng chừng 10 mấy cây số. Dạ. Nhưng mà vô đó thì anh quay trở ra liền. Dạ. Anh nói phải tìm đến Nhi. Dạ. Thì mới được. Dạ. Rồi khi mà gặp chủ quán chị Nhi thì anh rất là hài lòng đúng không? Rất là hài lòng, là gặp là hài lòng ngay liền với hơi với dạ. cái khuôn viên khung cảnh này và với cái khuôn mặt dễ thương của Nhi. Dạ. Và cái giọng hát rất là điêu luyện. Dạ. Khi mà anh đến vừa đến đây là được cô chủ quán đãi cho một cái làn hơi rất là ngọt ngào đúng nó không? Ngọt ngào lắm rồi, cái giọng hát rất là ngọt ngào. Trước khi là cảm ơn thì xin hát một khúc ca đây để tặng lại cho những cái lời khen của mấy anh em rồi nha. Dạ thay mặt cảm ơn chị rất nhiều. Một bài đám cưới đầu xuân nha. Dạ. Không, anh tin nguyện, nhưng mà bây giờ này cho anh xin lại nha. Lá trầu xanh. Lá trầu xanh đây đó. Lá trầu xanh. Anh hứa với em là chúng mình nên lên duyên ngỡ nha, kỹ của anh nha. Thương nhau cao bộ làm đôi miên, một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều tan buổi chờ em còn hoài dòng bóng người à thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nở thì một lá trầu xanh cũng nên giờ nên vỗ tay. Cao băm chậu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng, cứ mỗi sáng tinh sương em gánh chậu ghé chờ bên con đê dài thoáng thoát đôi chân, em không sợ nắng vàng làm héo lá chậu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chờ tan, là chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, rồi giờ để em đi nấu tiếp tục nữa nha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, em rất mong là những món ăn sao đặc sắc hơn những món này đó nha chị ơi. Rồi, giờ em bắt các bạn ơi, nếu mà đến nhà quán Di Ô Môn Cần Thơ thì các bạn hãy biết số điện thoại này nha. Dạ. 0939 288 116 nha các bạn. Rồi, em sẽ lưu lại. Cảm ơn chị. Để giới thiệu lại đây cũng tiếp tục một cái món nãy giờ là mình vô bếp. Vào bếp mình làm một cái món cúm núm
gu ti nha các bạn. Rồi để cho các anh bạn ở nước ngoài này với một người đẹp cũng ở nước Mỹ ra, hai người dùng giùm tôi coi, rồi ta gọi là cái gì, tai nghe không bằng mắt thấy. Ok. Đây, tai nghe không bằng luôn. Và đây là coi như là cái lời, coi như là coi như là bây giờ là chứng thật, nói có sách mách có chứng vào cái quán nhi mà con cúm núm này đó có nó ngon đến mức độ nào. Rồi, đây tôi sẽ kiểm chứng nè, tôi sẽ kiểm chứng cái đùi này nè. Ok rồi mời Nhi luôn. Dạ, ok dạ, anh dùng đi để em mời em gái. Đây dạ, em món này ngày xưa á là mẹ mình á là mỗi lần Tết đến á là mẹ hay là gọi là ta gọi là khìa, à bây giờ mình gọi là gu ti để cho nó hay thôi. Nhưng mà phải đó, nói thật á, mẹ ăn cái miếng này vô á thì cảm thấy cái hương vị nó rất là ngọt. Dạ rất là ngọt, nó khác với con gà. Dạ rất là khác. Thơm ngọt. Dạ, thơm ngọt. Cái đây là có thịt da ngon. Đặc sản miền Tây. Đúng. Nếu một người nông dân mà bắt được hai ba con cúm núm này mà mang tới quán Nhi là người ta mừng vui cả một cái cuộc đời vậy đó. Người ta lấy cái tiền này người ta sẽ về ta mua gạo, mua muối, mua đường. Mình là người được ăn. Mà đặc biệt là hôm nay là những anh chị Việt Kiều được ăn một cái con cúm núm tươi sống. Em lần đầu tiên ăn này luôn. Dạ. Không, cũng thấy rồi ở trên cái YouTube của Phan Diễm với Dũng. Nhưng mà nói là mình về đây mình sẽ được ăn cái món này. Tuy chăng vậy nhưng mà thật sự nó ngon thật chứ không có ngon giả. Nó là thật sự ngon thật. Nặng một miếng tắc nè, rồi chấm một miếng muối nhẹ nhàng nữa nè. Nó đủ, nó ngọt mà nó dai. Đúng. Nó dai. Ngon. Tại vì mình gọi là kia bằng một trái dừa đó. Dừa tươi của mình. Đó, giống mẹ ngày xưa mỗi lần Tết đến cái là kìa bao tử heo, kìa thú đính đâu đó. Để cho mình lấy cái cắt mà kìa đó giờ mình đem ra đây thì bây giờ nó là tuyệt vời. Ta nói vừa nghe không bằng một thấy nè, thấy nó thật rõ nè, rõ ràng nó ở đây. Đó, tập kìa. Đấm mà đặt cái nữa coi. Cái nữa nè. Trời luôn đó. Ngon. Mấy con dân, cái này không phải là khen nịnh. Dạ. Yeah. Mà khen thật. Khen thật đây. Lời thật. Qua đây, qua ngày em này coi. Còn em là cũng là rất là dễ thương. Dạ, đâu ngon không? Dạ ngon, rất là ngon. Lần đầu tiên mấy em ăn con này luôn á. Đúng rồi. Quá ngon. Từ nước ngoài về, mà về quán Nhi thì ăn những món ăn ngon là em cảm thấy sao em nấu cho bao nhiêu khán giả biết để mai mốt tìm về không có nghĩ ngợi gì nữa. Nãy giờ là em ăn một món, hai món, ba món, bốn món, năm món, sáu món. Sáu món. Sáu món. Còn món bánh canh ngũ sắc nữa nha. Sáu món là em ăn gần hết sáu món. Để cái đầu. Nhưng mà em phải chừa bụng lại để ăn món bánh canh. Bánh canh ngũ sắc. Rồi em cảm thấy là tất cả nhà sáu món này nó làm sao rồi? Em muốn ăn hết. Nhưng mà chữ hạt hết cho đó mà cao. Quá quá ngon, quá ngon. Rồi vậy đó, cảm ơn nhiều nha. Rồi cảm ơn. Cảm ơn. Đây còn người đẹp nữa nè, có mấy người đẹp này nữa nè. Đó còn ba người đẹp nữa nè. Đó. Đó ba người đẹp. Mày không giống người đẹp này đi. Người đẹp này cũng đến từ Mỹ rồi, bây giờ sao đây? Ăn cảm thấy ngon không nè? Vì em ăn ngon, các món đều ngon hết, em không muốn nói gì hết. Em chỉ muốn ăn thôi. Dễ thương luôn. Đó các bạn, đó là từ Mỹ về thì trong đầu anh chị em ghé lại nói là phải tới Má Nhi liền. Yeah. Tại vì coi phim của Hải Sapa TV của Phạm Dũng thấy ăn ngon quá. Yeah. Nhưng mà hôm nay là ăn ngon thật phải không? Dạ yeah, ngon thật. Đó rồi đây một người đẹp nữa nè. Người đẹp nữa nè. Người đẹp này thì ở đâu? Ở Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan là quê hương mình nha. Thái Lan. Quê hương là Chùm Khí Ngọt nha. Còn em gái này. Em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long đó. Vĩnh Long cũng dễ thương quá nè. Là mai mốt mình mời về làm caramel của Má Nhi coi. Rồi em cảm ơn chị. Kêu cá câu tặng. Cá tặng câu đi. Cá đi. Em đang ăn quá ngon rồi. Rồi thôi giờ mình cũng tiếp tục vào bếp để làm bánh canh nữa. Còn một món bánh canh nữa. Rồi mình vào bếp nha. Bánh canh ngũ sắc. Dạ dạ rồi. Bánh canh ngũ sắc mà phải cắt theo quấn lên cái chai rồi cắt cái vòng cung. Ok đó. Đủ màu. Đậu biếc. Qua đậu biếc. Trái gấc nè. Trái gấc. Lá cẩm nè, lá cẩm, lá dứa nè màu trắng của truyền thống nó tinh khiết cũng như là Nhi vậy. Dạ. Trước nhất cái bánh canh đó muốn cho mọi người trước, nhưng mà em là người
cầm chén lần sau nhưng mà em ăn trước nhất. Vậy đó hả? À, rồi là sắp chén luôn rồi đó phải không? Đây còn đây, còn đây mấy cọng nữa nè. À, đẹp ăn là thấy sao mà đẹp ơi. Người đẹp mua về. Người đẹp mua về tối ăn tiếp còn mua. Vậy đó hả? Trời ơi, ăn ngon quá mua về. Đó. Ngon lắm chị. Nè chén của nó nè, chén của nó nè. Đó, nói chung vừa, là vừa ăn mà rất. Đúng rồi, nói chung quán mình bây giờ là ở trên Long Xuyên á, là quê hương của phó chủ tịch nước mình đó, là đi xuống đây là trước nhất á là đặt cái món bánh canh rồi mới ăn mấy món kia kêu sao rồi sao đó, làm ra như vậy là em đã xác nhận là món bánh canh ngũ sắc là tuyệt vời. Tuyệt vời, đúng rồi. Đây một anh chàng nè, à, đẹp trai đâu xác nhận giùm tôi cái nữa coi bánh canh có tuyệt vời không. Như là anh thì ít bao giờ ăn bánh canh lắm. Dạ. Mà xã ăn thôi, nhưng mà điều hôm nay mới là ăn cái bữa đầu tiên mà gọi là ngũ sắc ở đây á. Dạ. Thì cảm thấy là cái mùi vị nó rất là đậm đà. Dạ. Rất là thật ngon thật chứ không phải ngon giả. Dạ. Đó, thật sự mà nói coi như là này không có hang định nha. Dạ. Mặc dù là chủ quán đẹp, chủ quán dễ thương nhưng không phải là định chủ quán, nhưng mà định cái tài của chủ quán nấu ăn nó là rất là ngon. Dạ. Dân giả nhưng mà nó rất là ngon. Dạ. Đó là một cái mà mình cảm nhận sạch sẽ thoáng mát. Dạ. Đó là cái điểm mà nên đến. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nha. Cảm ơn nhiều. À, là từ Mỹ mà khi đã coi những cái YouTube rồi là trong lòng đã nhung nhau về Việt Nam mà tới chỗ quán Nhi liền phải không? Tới quán Nhi liền. À. Coi như lắng quắng nhau lôi nhau như con dồi. Rồi thôi bây giờ mình ăn xong rồi chút xíu bây giờ mình đi mời qua uống một ly cà phê sạch pha máy rồi mình đi ra ngoài vườn có trái ổi nào hãy ăn trái ổi đó. Rồi bây giờ có thể mình đi ra vườn. Rồi đây là coi phim của Phan Diễm thấy hái ổi đó có trái ổi bự đó anh đi vô thẳng vô trong ô trái ổi bự đây đây đó trái đó ngon lắm đó cái nào cái này hả đúng rồi quá tuyệt vời luôn nhìn đâu phải ôi ôi trái ổi đó là ăn là thôi ổi ở đây là không phân không thuốc rất là sạch không thuốc sạch cũng giống như là như vậy phải không đúng rồi như bà chủ á cha ôi ôi quá rồi rồi cứ 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 cho chùi sơ sơ rồi cạp coi sơ rồi cạp cái nào rồi cạp coi cảm giác là cái trái ổi mà nào vậy vô luôn coi 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 ồ nó ngon nó ngọt nó chua nghe độc lạ rất là nhiều người thích ăn ổi này á ngon lắm rồi bây giờ mình đi dài dài có thể kè kè dưới đó một trái nữa kè bẻ cho bà xã một trái luôn anh đây nè anh trái đó đó bà em vô hái đi trái tốt kia đó ổi này là mình chỉ trồng cho khách ăn thôi cứ ăn thoải mái có thì cứ quả trời luôn đặc biệt là không phân không thuốc bởi vì trái ổi nó mở ra Thầy có nhìn mấy cái cảnh quay này của Phan Diễm như là Dũng đúng rồi. Đầu tiên là không có thích Dũng thật sự nhưng mà sau khi có Diễm kết hợp người là Long An đó chính vì vậy mình đã xem thêm rồi dần dần là mình thấy đi cái siêu việt á mình cảm thấy là mình thấy ok mình thích những cái nơi mình chưa đến mà họ đã đem đến mình được cái mình vùng miền để mình cảm nhận nét ha dạ dạ đó là các quý tụi con đó chui đây 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 để em kiếm một cái trái nữa coi. Trái đó nó chưa chín trái này chín ôi trời ơi nè trái này chín nè dằn gụm luôn Thôi được rồi, trái nó ngon đó rồi vậy là vô rồi phải không đó đến với quán Nhi ông Cần Thơ thì thôi những cái mà thiên nhiên đó có đồng ruộng đó có cánh đồng đó ở đằng sau này thì có vườn rau ao cá có nước mắm ủ vợ Hải Sa Ba là Tuyên đó là với lại Phan Diễm là cái dành má Nhi nè má sẽ cho con nhiều đất nè con thương má nhiều hơn nè ok nè thương nhiều cho nhiều đất nè nè kia vui quá nha dạ dạ rồi tao mấy anh em mình uống cà phê má Nhi không có gì ngoài đất hết trơn mà cũng đúng má Nhi không có tiền má Nhi ham đất quá thành ra có nhiều tiền má Nhi mua đất hết quá tuyệt vời luôn các bạn ơi quán Nhi ông Bông Cần Thơ đây đang chuẩn bị Tết đây mấy anh em ăn bên quán Nhi rồi giờ qua cà phê Nhi thì mấy đứa nó tấp cho ổi ra ổi này thì ổi sạch nha
Rồi thôi bây giờ mình cũng không có gì hơn, rất là cảm ơn mấy anh em đã từ nước ngoài mà có coi YouTube của Phạm Diễm Hải Sapa, anh ra rồi tìm đến má Nhi. Đó, bây giờ một lần nữa nghe rất cảm ơn mấy anh chị em đó là coi YouTube của Hải Sapa với Phạm Diễm Phạm Dũng thì tìm đến quán Nhi Ông Môn Cần Thơ cũng như là má Nhi. Rồi thôi bây giờ mình cũng kết thúc video đi rồi. Có lời nói gì là nói vài lời nữa đi anh chàng đẹp trai. Cảm ơn Dũng Diễm và Hải Sapa rất là nhiều để cho anh được cái địa điểm quán Nhi Ông Môn này để mà anh thưởng thức trải nghiệm được những món ăn, cái không gian sạch sẽ và có đi trải nghiệm hái trái cây ở ngoài vườn này. Cảm ơn Nhi rất là nhiều. Coi như là Nhi là người đẹp, có giọng hát rất là hay, coi như là thân thiện. Ok. Rồi, rất là cảm ơn. Mình xin những lần sau anh sẽ hẹn gặp là Nhi. Ok, cho nên những lần sau anh hứa hẹn có nhiều người bạn khác. Dạ. Để coi như trải nghiệm được cái khu môn này. Rồi thôi. Okay, rồi mấy anh em mình chào đi, chào kết thúc video. Ôi, quá tuyệt vời, cảm ơn mấy anh em.